Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện trên điện thoại Xiaomi Mi 5S. Hôm nay Di Động Cao Cấp .vn giới thiệu bạn video giới thiệu về camera máy ảnh của Xiaomi Mi 5S đã có mặt tại Di Động Cao Cấp .vn. Camera của Xiaomi Mi 5S cũng giống như tất cả các mẫu điện thoại smartphone hiện nay được nằm tách biệt ra khỏi bảng main. Do đó khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh trên điện thoại Xiaomi Mi 5S thì việc thay thế sửa chữa cực kỳ đơn giản. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đây là phần camera trước của Xiaomi Mi 5S, còn camera sau của Xiaomi Mi 5S thì đã đặt nó cũng rất là đơn giản thôi. Là camera sau. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh trên điện thoại Xiaomi Mi 5S, lỗi hỏng, không chụp được hình, chụp mờ, chụp lấy nét được, cần một địa chỉ thay mới camera máy ảnh, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Di Động Cao Cấp .vn có mọi loại linh kiện trên Xiaomi Mi 5S nói chung và phần camera máy ảnh trên Xiaomi Mi 5S nói riêng thay mới vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp .vn.